Quý vị nào chưa có hiểu rõ về năm uẩn cũng như là có cái gì nó chưa được thông tỏ trong cái sự tu học từ sáng đến giờ, thì chúng ta có thể nêu lên hỏi, hoặc là những cái khó khăn, những cái buồn phiền trong tâm của mình, những cái khổ đau mình có thể nêu lên để quý thầy cô sẽ soi sáng cho mình, đưa ra những cái phương pháp thực tập, những cái cách thức tháo gỡ, giúp đỡ cho chúng ta hóa giải. Mình xin mời các Phật tử. Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có một cái điều này mong thầy chỉ dẫn và giảng giải cho con. Vì trước kia con ở nhà thì con thường tụng kinh và niệm Phật. Sau khi con được xem thầy giảng giải kinh Nikaya và giảng giải về cái nhận diện năm uẩn trên YouTube, mỗi khi con tập tự tập là hít thở đối với con rất là khó, vì con không thể quán được cái hơi thở, mà mỗi lần như vậy thì cái hình ảnh và cái câu niệm Phật của con nó hiện ra. Tại vì trước kia là con niệm Phật, con hay quán tưởng Đức Phật A-di-đà ở trên đầu của con. Như vậy thì có phải là con bị vọng tưởng khi mà con ngồi con hành thiền cái năm uẩn của con hay không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mong thầy chỉ dẫn cho con, khi mà con hít thở như vậy xong mà nó cũng hơi khó đối với con rất là nhiều, mong thầy hướng dẫn cho con ạ. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ cô ngồi cô thở có khó không? Hiện tại giờ con cũng có một cái bệnh hẹp van tim đó thưa thầy. Cho nên là khi mà con hít thở, hít lên xuống rất là khó. Mà thường mà mỗi vậy thì cái hình ảnh, tại trước kia con niệm Phật là con quán tưởng hình ảnh Đức Phật Di Đà. Cho nên mỗi lần con niệm, khi con hít nên con thở một chút xíu là mắt nhớ làm cho con mệt. Thứ hai là cái hình ảnh Đức Phật Di Đà nó hiện trên đỉnh đầu. Dạ, cho nên con không biết là có đó như vậy có phải là con bị vọng tưởng hay không. Dạ. Cô có bệnh cho nên là cái hơi thở nó không có được thoải mái, không được tự nhiên. Thì cái vấn đề bệnh trạng nó thì mình phải trị bệnh. Và có một điều nữa là có khi mình quá chú tâm vào cái hơi thở quá nhiều á, thì nó làm cho mình có cái sự căng thẳng. Chúng ta khi thở, mình thở cho nó nhẹ nhàng, thở cho nó có một cách tự nhiên, thư thái ở trong cái hơi thở, chứ đừng có cố gắng hoặc là quá chú tâm vào, nó làm cho mình căng thẳng, mình mệt. Còn riêng cái phần về cái hình bóng tưởng á, thì trước khi nói qua cái hình bóng thì Minh Thành cũng nhắc lại cái phần tu tập của chúng ta nó rất là quan trọng. Từ sáng đến giờ là chúng ta nhắc rất là nhiều lần là cái thở vào làm cho thân an tịnh, hít vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu, dễ chịu. Chúng ta nhớ không ạ? Nhớ không? Cái này rất quan trọng.
Như vậy thì mình càng thở thì mình càng an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Chứ không phải mình thở mà nó căng thẳng, nó mệt mỏi. Nhớ ha, khi mình tác ý như vậy thì lập tức cái pháp nó sẽ sanh khởi. Đức Phật dạy là tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Sự tác động tâm ý của mình, tức là một cái người tài xế lái xe, họ sẽ điều khiển cái chiếc xe đó theo ý họ muốn. Cũng vậy, khi mình tác động tâm ý, mình suy nghĩ theo cái chiều hướng là mình thở để cho thân mình an tịnh, tâm mình lắng dịu, cảm giác mình dễ chịu, ngọt ngào, thì nó sẽ đi theo cái chiều hướng đó. Chúng ta nhớ kỹ ha. Mình thở để nhẹ nhàng, thở để an lạc, thở để mà ngọt ngào, để lắng dịu thân tâm, thở để cảm nhận được cái tình thương ở trong con người của mình lan tỏa ra khắp châu thân của mình, cũng như là lan tỏa đến người thân, đến những người nghèo khổ. Thì cái sự thực tập hơi thở, thực tập cảm giác đó sẽ đưa đến một thân, một cái tâm nhẹ nhàng, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, từ ái yêu thương. Vì mỗi một cái giờ ngồi thiền của mình là một cái giờ mình uống thuốc bổ tâm linh. Nào giờ có nghe loại thuốc bổ này chưa? Chưa nghe phải không? Bữa nay biết thêm một cái món thuốc mới gọi là thuốc bổ tâm linh, chịu uống không? Sáng giờ uống rồi đó, chịu không? Khỏe chưa? Khỏe chưa? Sáng này từ lúc mới vô rồi tới lúc xế xế rồi tới lúc chiều là lúc nặng cho uống thuốc bổ tâm linh đó. Thấy có khỏe không? Thấy khỏe không? Thấy khỏe ra không? Thấy tươi tắn ra không? Thấy ngọt ngào bổ dưỡng không? Như vậy thì một giờ ngồi thiền là một giờ uống thuốc bổ tâm linh. Rồi từ cái giờ ngồi thiền đó, mình mở rộng ra mỗi khi mình bước chân mình đi đó, là mình đều tác ý làm cho cái bước chân của mình nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, nó trở thành ra cái thiền đi, chứ không phải đi vội vàng, không phải đi gấp gáp, không phải đi lăng xăng, không phải đi trong cái dao động, trong cái thất niệm, không có tỉnh táo, không có tỉnh giác, mà mình đi mà mình làm ra sự thảnh thơi trong cái bước đi. Mình đi mà mình chế tác ra cái sự nhẹ nhàng, ung dung, tự tại trong cái bước đi. Như vậy đó, mình thấy đi hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Thảnh thơi không? Nhẹ nhàng không? An lạc không? Như vậy gọi là đi thiền. Thiền đi. Vì vậy mình phải biết để tâm, mình phải biết tác ý. Vì tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi mà. Mình không tác ý thì pháp nó không sanh khởi. Vì vậy cái đi của mình, mà sở dĩ mà mình đi trong cái thúc dục, đi trong cái vội vàng, đi trong cái sự hối hả, đi trong cái sự gấp gáp, mình đi trong dục, đi trong sự thúc dục, đi trong sự vội vã, đi trong cái sự động loạn, chứ không có đi một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi, ung dung, tự tại. Thấy bước chân của Đức Phật không? Bước tới đâu sen nó nở tới đó, vậy nó chịu không? Đó là cái bước đi của chánh niệm. Bước đi của sự thảnh thơi.
bước đi của sự nhận thức được thân tâm ngũ uẩn trong khi đi, và bước đi có sự làm chủ tác động tâm ý trong cái bước đi. Thì như vậy gọi là địa hành thần thông, thần thông của người đi bộ, chứ không phải bài là nơi không mới là có phép. Bước chân dưới đất vẫn là có thần thông. Chịu không? Chịu không? Uống thuốc bổ trong bước chân ấy, tất cả là mình phải biết tất ý, để mình cho cái tâm của mình nó được bồi bổ, bổ dưỡng, cho cái tâm của mình nó được khỏe mạnh. Mình chỉ biết ăn đồ ngon, uống nước cho bổ, mà mình không có biết là cái tâm của mình nó rất là cần bổ dưỡng. Và những cái khóa tu này là thuốc bổ tâm linh. Do cái tưởng mà nãy cô nói đó, là do mình tưởng quen rồi, thì bây giờ nó có hình bóng vậy thôi, cũng không có gì quan trọng, từ từ nó sẽ hết. Giống như một cái người mà nghe cái bài nhạc, nghe riết rồi đó, rồi bỗng nhiên đang đi giữa cái miệng nhép lên, hoặc là không có nhép miệng mà trong cái đầu tự động cái bài nhạc đó nó vang lên trong đầu, phải không? Thì cũng vậy thôi. Hồi nãy là sắc tưởng, còn cái bài nhạc là thanh tưởng. Cái hình bóng Đức Phật đó là sắc tưởng, còn cái bài nhạc đó là thanh tưởng. Hồi tưởng là cái âm thanh mà mình đã nghe nhiều lần quân tập, lâu lâu tự động nó phát ra trong đầu mình, thì mình biết cái đó chỉ là tưởng thôi, không có thiệt. Mình quay trở về thực tại, quay trở về cái sự thật trong giây phút hiện tại là mình đang ngồi thiền, mình đang thở, mình đang cảm nhận cảm giác toàn thân. Mình không có chạy theo những cái vọng tưởng, những cái ảo tưởng đó nữa, mà mình quay trở về cái thật đang có mặt trong giây phút hiện tại, gọi là quay về thực tại. Thì từ từ những cái hư tưởng, ảo tưởng, vọng tưởng nó sẽ tan biến thôi. Dạ, mời quý vị tiếp theo ạ. Dạ, con kính bạch trên sư phụ. Dạ, con có một cái ý hành là có một cái câu hỏi. Tại trong quá trình con thực tập chánh niệm á, thì trong cái công việc hàng ngày của con hay bị quên đi những cái việc con làm hàng ngày á. Con có suy tư thử xem là có phải mình do mình thực tập chánh niệm chưa có tốt, hay là do sức khỏe của mình á, sư phụ. Chúng ta có hay bị cái bệnh quên không ạ? Có không? Quên nhiều không? Cái quên này nó có nhiều cái lý do lắm. Nhưng mà cái lý do quan trọng nhất vẫn là không có chánh niệm. Những cái lý do khác là thứ yếu thôi. Thí dụ như chích vaccine có khi cũng có hơi quên, hoặc là có cái người có cái tánh thường thường nó dễ quên. Nhưng mà tất cả những cái phần quan trọng nhất vẫn là cái phần chúng ta chánh niệm, tỉnh giác. Bởi vì cái chữ niệm là nhớ, thành ra cái chữ Hán Việt á, mà nó chỉ chánh niệm, nhiều khi mình biết chánh niệm là cái gì, mình giải thích ra nó nhiều, nó đủ thứ hết trơn rồi mình không nhớ. Nhưng mà thật sự cái chữ niệm á, chữ nho đó là nhớ, chữ chánh là đúng, nhớ đúng. Giải thích đơn giản nhất á, là nhớ đúng. Nhớ đúng là sao? Là mình nhớ cái việc cần phải nhớ. Mình phải tập nhớ. Có khi những việc không cần nhớ thì nó lại nhớ, mà những việc cần nhớ thì nó lại quên. Có không? Nhiều không à? Cho nên nó nhớ những cái giận, nhớ những cái bực, nhớ những cái chuyện mà nhiều khi không ráng nhớ.
nhớ những cái chuyện người ta mượn tiền chưa trả, nhớ cái người kia đối xử với mình sao mà không có tình nghĩa gì trơn á, nhớ người kia quên ơn bội bạc. Thì như vậy nó càng nhớ như vậy đó thì nó càng khó chịu, càng nhớ như vậy là càng buồn phiền, càng nhớ như vậy thì càng làm cho mình bực bội, càng nhớ như vậy thì càng làm cho mình suy hao cái tinh thần, càng nhớ như vậy thì làm cho cái tâm mình nó càng mờ tối, nó càng bị dao động ở trong cái tham sân si bản ngã. Thì cái đó là cái không cần nhớ, không đáng nhớ, không nên nhớ. Cái đó là cái cần phải quên, cần phải buông, cần phải bỏ. Rồi bây giờ cái gì là cái đáng nhớ? Đức Phật dạy mình á, bốn cái này là cái quan trọng nhất mà mình phải luôn luôn nhớ. Ai biết một cái? Rồi mời bà già. Mời bà già. Nam mô Di Đà Phật. Bạch thầy. Bốn cái nhớ đó là Nam mô Di Đà Phật. Bốn cái nhớ đó là đi, đứng, nằm, ngồi, bốn tướng quay nghi, niệm Phật, chánh định. Đúng phần bốn cái nhớ đó là nhớ thân. Thân đang như thế nào? Cái nhớ thứ hai là thọ đang như thế nào? Cảm giác đang như thế nào? Cái nhớ thứ ba, nội tâm đang như thế nào? Cái nhớ thứ tư, pháp tức là những cái đang diễn ra trong tâm, thiện hay là pháp bất thiện, pháp thiện hay là pháp bất thiện. Đó là bốn cái cực kỳ quan trọng và đáng nhớ, là tứ niệm xứ đó. Thì như vậy đó, là chúng ta hay quên, là quên ở nơi thân. Thí dụ có các vị lại tâm sự, nói thầy con đang cầm đồ trên tay mà con đi tìm thầy, thì như vậy là hơi nguy hiểm rồi đó. Đang cầm đồ trên tay mà chạy đi kiếm, cái này bắt đầu có triệu chứng chưa? Có cái triệu chứng chưa? Chúng ta nghe hiểu không à? Tại cái âm thanh nó vang vang thì Minh Thành không biết là chúng ta nghe rõ không. Thì có nhiều người cầm đồ trên tay mà đi kiếm cái đồ đó, thì gật đầu lia lịa. Thì đây là nó bắt đầu nó có cái triệu chứng rồi đó. Nặng à. Cho nên mình phải tập, phải tập thường xuyên kiểm soát. Bà già nãy nói đó, đi đứng ngồi nằm phải nhớ. Đó là thân hành niệm. Thân đang như thế nào phải nhớ. Tập lần lần. Và cái gì mà mình biết là nó quan trọng á, thì mình phải tác ý. Tác ý nhắc mình, tác ý nhắc mình. Hoặc là cần thiết nó ghi ra, ghi vô trong cái điện thoại, hoặc ghi vô cái cuốn sổ cầm tay nhỏ như vậy. Những cái quan trọng. Cho nên trong đạo tràng Nikaya là có cái nhật ký tu học, là mỗi một ngày phải viết nhật ký, viết cái nhật ký ra, tức viết cái nhật ký đó tức là nhớ thân thọ tâm pháp chứ không có gì hết á.
Nhật ký đó là nhật ký tứ niệm xứ đó. Ngày hôm nay mình nói cái lời gì mà không có chánh niệm, làm cho cái người bạn hay là chồng của mình tức giận lên, ghi vô đặng nhớ mày mốt không có nói nữa. Ngày mai cái mình mở rồi mình đọc là cái bài hôm qua, cái mình nhớ ngày hôm qua mới nói nè, cự nè nha, phải không? Cái tuần sau mình mở ra nữa, mới tuần trước mới cự nè nha, nhớ nha, cẩn thận cái miệng nha. Thì cái đó là công năng tác dụng đó, là nhớ, là chánh niệm, là gì đó, tức là nhớ, nhắc mình. Thành ra chưa tác ý là nhắc mình nhớ chứ đâu có gì đâu. Tác động tâm ý nhắc mình nhớ, mình đang tu, mình đang ngồi tu trong chùa Hoằng Pháp, mình đang ngồi trong đạo tràng chứ không phải ở nhà. Đừng có ngủ, vô đây đừng có ngủ, vô đây đừng có nói chuyện, tịnh khẩu để tu cho nó trang nghiêm thanh tịnh. Rồi mình nhắc hoài, mình hay nói, mình thích nói, mình muốn nói, mình khoái nói, mình nói nhiều, thì mình phải nhắc im lặng, đừng có nói. Thì cái nhắc đó là gọi là gì? Là chánh niệm, là nhớ đúng. Nhớ đúng là tác ý, là huấn luyện cái tâm, giáo dục cái tâm, dạy dỗ cái tâm, quân tu cái tâm, tu tập cái tâm, điều chỉnh cái tâm, nhiếp phục cái tâm, chế ngự cái tâm, tu tập cái tâm. Bắt cái tâm nó phải nghe lời, bắt cái miệng nó phải nghe lời, bắt cái thân nó phải chịu sự giáo dục, huấn luyện, dạy dỗ, nó phải nghe lời mình, nó trở thành đứa con ngoan của mình. Cái sắc này nè, mình phải làm mẹ của nó, mình phải làm cha của nó, mình đừng có để nó làm ông nội mình. Cái sắc này, để cái cảm giác, những cái suy nghĩ này, mình phải làm cha mẹ nó, mình phải dạy dỗ nó, mình phải giáo dục nó, và nó phải trở thành những đứa con ngoan, những đứa con hiền, những đứa con nghe lời. Còn bây giờ mình chưa tu thì nó có nghe lời không? Nghe không? Nó giận lên, nó phừng phừng lên, mình kêu nó thôi đừng giận, nó nghe lời không? Nghe không? Không nghe. Thành ra cái thân tâm này là nó rất là ương ngạnh, khó dạy. Cái tâm này là một cái tâm ương ngạnh, cái tâm rất là khó dạy, phải không? Cho nên mình tu là để mình dạy được cái tâm này, cho cái tâm mình nó trở thành con ngoan, trò giỏi, được không? Thật ra bây giờ đó là mỗi ngày mình phải nhắc cái gì mà quan trọng, cái gì cần thiết, nhắc, nhắc thường xuyên, tác ý thường xuyên, không được như vậy. Rồi cái gì mà cần làm, mình nhắc, mình kêu nó phải làm cái này, phải ngồi thiền, phải nghe pháp, phải đọc kinh, phải nhận diện ngũ quẩn, phải nhắc sáng mở mắt thức dậy, nhận diện ngũ quẩn chưa, nhắc nó vậy đó, sáng mở mắt thức dậy, trải tâm từ chưa, có nhớ trải tâm từ không hả? À, cái tâm mê ngủ này có nhớ trải tâm từ không? Mình nhắc nó vậy đó, được không? Mình nhắc nó như vậy để mình nhớ, mình làm cái đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm đó, như vậy thì chúng ta muốn nhớ thì chúng ta phải làm sao? Để ý, nhắc nhở, ghi chép, ghi vô điện thoại, ghi vô cuốn sổ, và nhớ, nhớ thân này là bất tịnh. Không có sạch sẽ. Tất cả những cảm giác là đưa đến khổ,
Nội tâm là một thùng rác chất chứa lâu năm bốc mùi. Cái tâm mê của mình là một cái thùng rác, cho nên nó ngồi lên nó suy nghĩ thì nó suy nghĩ hơn thua, tham muốn, tức giận, suy nghĩ đúng sai, phải quấy đối với người khác. Cái nội tâm phải nhớ nó là cái thùng rác để mình lo đổ rác, lo dọn rác. Còn ở bên trong là những cái pháp, cái pháp thiện nhiều hay pháp bất thiện nhiều à? Trong tâm mình cái nào nhiều? Bất thiện nhiều. Như vậy mình phải nhớ, nhớ thân, nhớ cảm giác, nhớ nội tâm, và nhớ các cái pháp thiện hay là bất thiện trong tâm, dòm ngó nó, quán xét, tu tập nó. Thì cái đó là cái cần nhớ, nên nhớ, đáng nhớ, phải nhớ, ghi nhớ và luôn luôn nhớ, không được quên. Cái tiếng chuông là nhắc cho mình nhớ, chứ không phải tiếng chuông đánh lên để vỗ tay nha. Nhớ kỹ nha, nhớ kỹ. Cái tiếng chuông là nhắc cho để cho mình thấm vô cái câu nói đó, ghi nhớ cái câu nói đó để thực hành. Nhớ kỹ, đừng có quên. À, rồi, mời quý vị khác. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính bạch thầy. Dạ, cho con như là khi nào thầy có mở khóa tu hoặc thầy có thuyết pháp ở đâu, con xin thầy là thầy hãy đăng lên Facebook hay là Zalo gì cho con và mọi người được biết. Dạ, thứ nhất nếu mà con có duyên, có đủ duyên để con đến nghe thầy thuyết pháp và tu tập. Dạ, với còn gùng quá thầy. Hít vô an tịnh, thở ra lắng dịu, dễ chịu. Hít vô, làm bài tập đi. Dạ, với cho con xin được hỏi là làm thế nào để mình biết được là một người là tu chứng quả, sơ quả, và làm cách nào để mình có thể mình tu chứng quả, sơ quả, và mình quyết tâm và có được không thầy? Dạ, con xin hết. Cái câu hỏi này cũng hơi đặc biệt, cho chàng bó tay. Thật ra đó thì những cái thánh quả đó nó không phải là cái gì xa xôi. Thánh quả là cái thành quả tu học của người tu thôi, không phải cái gì xa xôi. Giống như mình trồng cái cây mà nó không ra trái thì cái đó là cái điều bất thường. Còn nếu mình trồng cái cây mà nó có ra trái, cái điều đó là phải tự nhiên không? Bình thường không? Chừng nào mình đem cái hộp bị cháy hay là cái cây bằng nhựa thì mình trồng nó không có ra cái trái. Chứ nếu mình đất tốt, hột giống tốt, phân phướng sự chăm sóc đúng cách thì nó sẽ có cái kết quả, cái hoa trái của nó. Thì cái kết quả Đức Phật nói là có bốn cái kết quả. Kết quả nó có bốn cái cấp độ. Mà cô nãy cô hỏi là cấp độ thứ nhất, bốn cái thành quả của người tu, tu đúng. Thì những cái này đó là trong kinh đó,
Đức Phật dạy rất là kỹ, rất là rõ, rất là minh bạch. Nhưng vì chúng ta mới vừa học lớp này lớp mới, mới mẫu giáo mà giờ nói cái cao quá đó, thì nhiều khi là các cái vị chưa có nắm bắt kịp, và chúng ta chỉ nói cái ý tổng quát chính thôi. Hồi sáng thì chúng ta học nhận diện năm quẩn đó, là chúng ta bắt đầu nhìn thấy được thân tâm mình một cách chính xác, chân xác, chân chánh, đúng thật sự về thân tâm. Còn chúng ta chưa có học được nhận diện ngũ uẩn thì chúng ta chỉ nhìn thân tâm hay là đời sống này, thậm chí là tu học, đa số là chúng ta nhìn bằng cái suy tưởng, tưởng tượng, nhìn bằng tri thức chứ không phải nhìn bằng trí tuệ của bậc thánh. Sáng nay là chúng ta đang mở cái cánh cửa Đức Phật trao cho các bậc thánh cái chìa khóa, và các bậc thánh trao cái chìa khóa đó lại cho quý thầy quý cô, các huynh các đệ, rồi các thầy cô huynh đệ mới cầm cái chìa khóa đó chỉ cho mình cái cách mở cái cánh cửa nội tâm. Và hồi sáng này là sự trao truyền cái chìa khóa của bậc thánh để quý vị mở ra cái bí mật ngàn năm mà xưa nay tất cả hữu tình chúng sanh chưa từng nhìn thấy, đó là năm thủ uẩn. Chúng ta đang mở cái cánh cửa nội tâm hoàn toàn bí mật từ vô lượng vô biên kiếp vừa qua, chúng ta chưa từng mở ra, chưa từng nghe, chưa từng thấy, chưa từng biết. Và chúng ta sống trong một cái suy nghĩ, một cái nhìn nhận mê lầm hoàn toàn. Chúng ta cho rằng thân tâm này là một cái tôi, một cái nguyên khối, một cái thuần nhất, một cái trọn vẹn, một cái tự ngã. Và chúng ta không biết rằng trong đây nó giống như là năm ngón tay, nó kết hợp lại mới thành một bàn tay sắc thọ tưởng hành thức, chứ nó không có một cái bàn tay thiệt sự mà nó năm ngón kết hợp. Thì khi mà chúng ta được Đức Phật chứng ngộ, thì khi Đức Thế Tôn chứng ngộ về cái ngũ uẩn này, thì từ đó Ngài tuyên thuyết mới có ra đạo Phật trên thế giới này, là Đức Phật chứng ngộ năm thủ uẩn, bốn thánh trí về năm uẩn. Và chúng ta từ sáng đến giờ là chúng ta bắt đầu để mà nghe, học cái lý thuyết và bắt đầu thực tập để nhìn ra lần lần cái sự thật bên trong con người chúng ta. Và chúng ta cứ tiếp tục thực tập nhìn ngó thân xác này, nhìn ngó những cái cảm giác này, nhìn ngó những cái hình bóng trong tâm, nhìn ngó những cái suy nghĩ, nhìn ngó những cái nhận thức rõ biết đi, rồi lần lần chúng ta sẽ có một cái thấy, một cái biết xác quyết tuyệt đối 100%. Đây là ngũ uẩn không có bản ngã. Thì lúc đó là chúng ta bước vào cái thành quả thứ nhất tu đạo hoàng.
nhập lưu, rồi vào cái dòng trí tuệ của Đức Phật. Khi nào nhìn thấy được năm uẩn đúng thật sự là năm uẩn, không có cái bản ngã, cái tôi trong này, tin chắc, niềm tin của mình không bao giờ lay động, xác quyết, tịnh tính bất động, thấy rõ sắc này là vô thường. Quý vị có thấy rõ không? Cái thân xác này là vô thường, có tin không? Tin hay là không? Tin không? Cái thân này khổ, có tin không? Tin không? Bây giờ những cái cảm giác mà nó cứ phừng lên, sân hận hơn thua, là nó đưa đến những cái sầu đau, có tin không? Tin không? Yếu vậy? Tin không? Chắc không? Những cái hình bóng, những cái lời nói lầm thầm, suy nghĩ mà đầy dẫy tham sân si trong tâm đó, nó có phải là nguyên nhân đưa đến sầu bi khổ ưu não không? Phải không? Phải không? Tin không? Chắc không? Chắc không? Cái nhận thức, cái rõ biết mà đi theo cái nghiệp, rõ biết mà theo cái sự thương hoặc là ghét, cái rõ biết mà ích kỷ cho bản thân mình, cho cá nhân mình, cho riêng mình, cho cái tôi của mình, cái biết chỉ mà tăng thêm cái bản ngã, cái ta của mình, nó đưa đến sự tranh đấu, sự hỗn loạn, sự bất an, sự đau khổ. Chúng ta có thấy rõ điều này không ạ? Rõ không? Rõ không? Rõ chưa? Nếu mà thấy rõ như vậy thường xuyên, nhiều, 70%, 80% là quý vị đó là chánh thức làm con của Đức Phật, hướng dự lưu. Tức là hướng vào bốn đôi tám chúng hiền thánh của Đức Phật. Nhưng cái ngồi đây thì nhớ rõ tin, nhưng mà trở ra quên đó thì lúc, bởi vậy cho nên chưa có chánh thức, chưa có chánh thức. Chừng nào mà trở ra mà nhớ luôn thì lúc đó chánh thức vô dòng pháp. Thành ra tại sao mà chúng ta thấy rằng nó lần nào cái khóa tu của mình, mà nhất là những cái vị mới, những vị cũ cũng vậy, là luôn luôn chúng ta thực tập nhận diện ngũ uẩn. Tại vì nếu mà chúng ta không có nhận diện được sắc thọ tưởng hành thức thì chúng ta mãi mãi ở ngoài cổng chùa, dầu tu suốt đời không thấy ra ngũ uẩn, mình sẽ không có biết thật sự thân tâm của mình đó là cái gì. Cái gì làm cho mình đau khổ mà sao không biết? Mình chỉ hướng ra ngoài lễ lại cầu xin suốt đời. Trong sự lễ lại, trong sự cầu xin, trong sự mong chờ, trong sự tưởng mơ viễn vông, mà thân tâm mình không thấy. Cái tức giận ở trong con người mà mình không biết nó ở đâu, tại sao nó sanh khởi, làm sao để nhiếp phục chế ngự đoạn tận, mình không biết làm sao mình chấm dứt khổ được. Khổ tự động nó sanh ra mình không biết, thì làm sao mình có cái khả năng nhiếp phục chế ngự và đoạn tận, tận diệt hết tất cả khổ đau được. Cái tham thì nó nằm trong cái cảm giác thúc giục ở bên trong mình á, nó thúc giục trong này nè. Như nãy một cô trình pháp là bây giờ nó thúc giục muốn đi kiếm cái chai nước suối, phải không? Khát nước muốn cái chai nước suối, nó thúc giục trong này, có cảm giác thúc giục. Mình nhìn ra mình nó không được nghe, giờ này giờ tu nghe không, an tịnh lắng dịu, nó nghe lời liền.
Cái đó gọi là nhiếp phục sự thúc dục, dục tham. Chúng ta thấy nó sâu sắc không? Nếu mà chúng ta không có nhận diện năm uẩn thì sao chúng ta biết? Làm sao biết cái đó là dục đó? Là sự thúc dục bên trong. Mà nhờ cái chánh niệm, chị đang ngồi thiền nha cưng, đừng có quậy chị nha không. Tối ngày cứ đòi ăn uống hoài ha. Thôi để chị ngồi chị tu, chút tu xong rồi ra uống, nghe lời không? Dạ em nghe thưa chị em nghe. Thì vậy đó là mình dạy cái tâm mình đó, mình nhiếp phục chế ngự cái sự thúc dục thèm khát trong tâm mình. Thì như vậy đó chúng ta mới thấy được cái gì? Cái mầm móng, cái manh nha, cái căn nguyên, cái động cơ nó sanh ra đau khổ, sanh ra nghiệp, nó dẫn mình đi vào trong cái dòng lẫn quẩn của tham sân si, là từ bên trong này chứ không phải ngoài kia. Khi mà mình không thấy ngũ quẩn thì mình đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho ông này bà kia cô nọ. Khi mình nhìn ra được ngũ quẩn mình mới thấy được cái vấn đề nó không phải ở bên ngoài mà nó ở bên trong này, trong này, trong này. Lúc đó mình mới dẹp cái sự hướng ngoại mà mình quay trở về mình nội quán, nội tỉnh, nội soi, nội chiếu. Như vậy thì mình soi chiếu quán xét thì mình sẽ phát giác, phát hiện ra thủ phạm thật sự làm cho mình đau khổ từ hồi trẻ cho tới bây giờ. Cái thủ phạm thật sự mà làm cho mình đau khổ từ kiếp này cho đến kiếp khác mình nhìn thấy ra được. Mà cái thủ phạm thật sự nó làm cho mình đau khổ trăm đời ngàn kiếp, vô lượng vô biên vô thủy kiếp, mình thấy ra được. Như vậy gọi là thấy pháp. Thấy pháp là thấy được cái sự thật, cái gì nó làm cho mình đau khổ ở trong con người của mình. Cái đó gọi là thấy pháp, thấy được sự thật để làm cho mình khổ đau. Mà khi mình thấy được rồi đó thì cái sự mà nhiếp phục chế ngự nó không có xa, không có xa. Thí dụ một cái người mà cứ xách giỏ đi chơi, ôm vali, kéo vali đi chơi hết chỗ này chỗ nọ chỗ kia 5, 3 năm, 7 năm, 10 năm, bây giờ mới quay lại nhà, mở cái cửa bước vô thì nhìn thấy là dơ bẩn rác rến. Thì cái người này đã thấy dơ bẩn rác rến rồi, cái người này quét dọn 10 năm không? Hay là mau? Quét dọn cái căn nhà mà họ đi 10 năm họ mới về đó, quét dọn bao lâu? Bao lâu? Bao lâu? 10 năm hả? 10 ngày? 1 tháng? Quét dọn mau lắm. Nếu mà mình đã nhìn thấy dơ, thấy rác, trừ khi con mắt mình mù, màu là không thấy. Thì tức Phật, Đức Phật nói là tất cả chúng sanh mù lòa, mù không có thấy năm uẩn, không thấy sắc thọ tưởng hành thức, mà chỉ thấy cái tôi, cái của tôi, cái bản ngã, cái ta. Đức Phật nói này các tỳ kheo, con mắt là mù lòa, các sắc mà mình nhìn thấy này, mù lòa,
Sự rõ biết các sắc của nhãn thức này là mù lòa. Mắt tiếp xúc là tiếp xúc trong cái mù lòa. Rồi nhìn thấy nó sân si lên, nó tham ái tham dục lên, là cũng trong sự mù lòa trong các cảm xúc, các cảm thọ. Đức Thế Tôn nói rằng tất cả chúng sanh mù lòa trong cái nghe, trong cái thấy, trong cái suy tư, nghĩ ngợi, nhận thức mù lòa. Rồi hôm nay chúng ta bắt đầu được Đức Thế Tôn ban cho thần dược. Sáng giờ mắt bắt đầu nhấp nhem chưa? Mắt bắt đầu mở ra chưa? Mở để thấy được thọ tưởng hành thức chưa? Có chút chút chưa? Chút chút không? Sao nói nhỏ nghe không rõ? Thấy chưa? Thấy năm quẩn chưa? Thấy rõ chưa? Và nhớ về nhà tiếp tục sáng cái con mắt ra, đừng có sống trong mù lòa nữa. Nhớ đi đâu, ở chỗ nào cũng nhìn coi cái cảm giác giờ nó đang sao à, đang suy nghĩ gì à, đang có hình bóng gì trong tâm, cái sắc quẩn tứ đại này nó đang sao. Thường thường nhớ, đừng có quên. Nhớ, đừng có quên, đừng có vỗ tay rầm rầm mà bước ra khỏi về nhà là quên mất tiêu hết trơn. Thì cái lần sau trở về là phải trả bài thiệt là kỹ, phải nhận diện sắc thọ tưởng hành thức, lúc nào cũng nhớ sắc thọ tưởng hành thức đang sao đây, cái thân nó đang sao đây, cái cảm giác nó đang cảm giác dễ chịu hay khó chịu, hay cảm giác đều đều, hình bóng trong tâm nó là hình bóng gì, cái suy nghĩ gì, phải nhớ. Rồi mà mình phải tác động tâm ý an tịnh lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, thương yêu, tha thứ cho những người trong gia đình của mình. Người ta đâu có biết ngũ quẩn, mình biết ngũ quẩn, mình thấy được cái thân vô thường này mà mình còn sân si như vậy, thì cái người không thấy thì họ sân cỡ nào, họ khổ cỡ nào. Thôi thương đi được không? Được không? Thương được không? Tội nghiệp không? Mình có tội nghiệp mình không? Mình tội nghiệp mình tại vì mình tham sân si, mình khổ. Rồi mình tội nghiệp cái người trong gia đình mình, họ tham sân si, họ khổ. Tội nghiệp thương, trải cái tâm thương, trải cái tâm thương rộng lớn, trải cái tâm thương thấm nhuần, trải cái tâm thương lan tỏa, trải cái tâm thương cùng khắp cái căn nhà của mình, cùng khắp vùng trời đất mà mình đang ở. Trải cái tâm thương thiệt là nhiều, thiệt là nhiều. Bây giờ chúng ta trải tâm thương nha. Tâm thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏa rộng khắp trời đất bao la. Tâm thương này tỏa rộng cùng khắp thế giới này, tâm thương này tỏa rộng khắp trời đất bao la, khắp trời đất bao la, khắp trời đất
bao la. Có một Phật tử hỏi là: con có câu hỏi xin thầy chỉ dạy cho con. Trước đây con chưa biết gì về Phật pháp hay giáo lý, nhưng từ khi con được một người chia sẻ cho con hành theo thì ban đầu con ngồi được 15-20 phút, nhưng về sau con lại ngồi được trên một tiếng. Nhưng có lúc con bị phóng dật rồi con quay lại từ đầu, nhưng mỗi lần ngồi như vậy thì cơn đau của con lại qua từ từ lúc nào con không hay. Và từ lúc bắt đầu tập thiền đến nay, con cảm nhận được nhiều điều kỳ diệu. Vậy thầy có thể chỉ cho con biết con có tìm vị thiền sư nào để học, hay làm sao để làm sao biết được mình làm đúng hay sai? Thì hồi nãy là Minh Thành hướng dẫn quý vị thực tập đó, lúc mà 30 phút đầu đó, thì trên những cái bài ở trên trang linhquyphapấn.vn á, thì có những cái bài chỉ cách ngồi thiền cho người mới học, mới tập, quý vị lên nghe để mà thực tập theo. Dạ, như vậy là một ngày tu học đã được viên mãn. Còn lại 5-10 phút, quý Phật tử có ai muốn chia sẻ cảm xúc tu học của mình trong một ngày hôm nay không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là Trần Thị Ngọc Phượng, pháp danh của con là Liên Phượng. Con biết bài giảng của thầy cũng rất lâu. Rồi con cũng có lần được viếng chùa Linh Quy Pháp Ấn, nhưng mà con không đủ duyên để gặp thầy trực tiếp. Đây là lần đầu tiên con rất là xúc động. Con được dự khóa học tu Nikaya lần đầu tiên. Hôm nay con thật là an vui. Chưa ở trên con, trước tiên là con hành tâm tri ân công đức của quý thầy đã lặn lội đường xá xa xôi để tổ chức khóa tu thật là ý nghĩa cho Phật tử chúng con. Dạ, mô Phật. Con nói chung là con run quá, con không biết nói gì. Giờ con kính xin chúc trên thầy cùng quý sư thầy và quý sư cô cùng đi với thầy và quý vị Phật tử cùng đại chúng ở đây thân tâm luôn thường lạc, kiết tường. Còn thầy và những vị thầy với quý sư cô thì luôn Phật sự viên mãn và sớm thành đạo quả của mình. Dạ, A Di Đà Phật, con xin hết. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Dạ, hôm nay được tham dự khóa tu một ngày sư phụ tổ chức cùng với đại chúng, con rất là hoan hỷ. Trước tiên thì con vô cùng biết ơn sư phụ, biết ơn các quý thầy ở chùa Hoằng Pháp đã hỗ trợ cho chúng con được tổ chức khóa tu này. Con cũng vì con cũng biết là sư phụ vì thương tưởng cho chúng con nên là cố gắng tổ chức những khóa tu cho chúng con tu học.
Lúc nãy khi mà cả đại chúng đọc vang bài sám hối diệt ngã thì trong con phát khởi một cảm thọ rất là thương xót cho chính mình, cũng như là con lúc đấy con có một cái ý hành là nguyện sao cho những cái tiếng âm vang này cũng như là những cái lời thánh pháp của Đức Thế Tôn thì được vang rộng mãi, và nguyện cho tất cả các chúng sanh làm sao để nghe được những âm thanh này và biết được và nhận diện để thực hành thánh pháp theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Và con tu học một thời gian rất là ngắn thôi, nhưng mà con nhận thấy lợi lạc rất là lớn thông qua chánh pháp mà Thế Tôn đã truyền trao, cũng như là được thầy và quý cô, quý sư cô đã truyền dạy đến cho chúng con. Nhận diện năm uẩn nghe thì rất đơn giản, nhưng mà sau một thời gian thực tập thì con thấy vô cùng lợi lạc. Và từ nhận diện năm uẩn thì con mới có thể nhiếp phục được những cái sự sân giận trong mình, những cái bản ngã, những cái tham lam, những cái ích kỷ, những cái thô tháo của mình. Và con vô cùng biết ơn, tri ơn Đức Thế Tôn, tri ơn Sư Phụ, tri ơn các vị đạo sư đã hướng dẫn lại cho chúng con chánh pháp, cho chúng con mở con mắt ra. Và đúng thật, nào giờ chúng con sống trong mù lòa, không thấy biết được thân tâm mình bị vô minh dẫn dắt. Và con cũng chỉ xin biết nói lời tri ân với sư phụ và quý thầy quý cô cùng đại chúng. Và chúng con cũng nguyện là sẽ thực hành nhận diện ngũ uẩn thường xuyên, và cũng như để lợi lạc cho mình và để lợi lạc cho tất cả những, đầu tiên là những người thân xung quanh, và tiếp theo đó là những người mà chúng con có duyên, để lan tỏa chánh pháp và nguyện cho chánh pháp được trường tồn mãi mãi. Dạ, con xin hết ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử con pháp danh là Huệ Thành. Thật lòng mà nói là từ trước đến nay con chỉ có biết tụng kinh và niệm Phật. Sau khi mà được xem thầy giảng dạy trên YouTube và con nghe, con mới hiểu ra được là biết mình đi bấy lâu nay mình tu tập như vậy mà mình chưa bỏ được cái sân và cái tham. Và hôm nay con cảm thấy rất là sung sướng, thân tâm con nhẹ nhàng khi được nghe thầy giảng dạy rõ hơn và hành cái pháp này. Con thật lòng là rất rất là vui mừng khi được họ học cái pháp này. Con xin nguyện cố gắng sẽ hành theo pháp mà thầy đã dạy cho chúng con. Con cũng thành tâm xin tạ ơn tất cả thầy cũng như các chư tăng chư ni cùng thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp này, cùng tất cả các chư vị đã có công nấu ăn cho cái chúng con trong cái ngày hôm nay. Dạ, dạ con có một cái điều nữa là con xin hỏi thầy là vì con cũng hay quên, cho nên là con muốn xin những cái bài học vừa rồi, những cái sám hối hay là những cái lời khen của ngài Xá Lợi. Cái một việc nữa là con có thể học cái căn bản của kinh Nikaya mà con thấy thầy dạy trên YouTube không, thưa thầy? Dạ thôi được rồi, con chút xíu rồi dạ. Cô gặp thầy Nghĩa gửi cho cô. Dạ. À, tất cả chúng ta trải cái tâm biết ơn đến Hòa Thượng, Viện dạ. Chủ, đến Thầy Trụ Trì, đến tất cả chư Tăng, chùa Hoằng Pháp, các Phật tử trong nhà trù nấu nướng cực khổ, và tất cả mọi người đã tạo nhân duyên cho chúng ta có được một ngày tu trang nghiêm, thanh tịnh, đầy ý nghĩa và lợi ích.
Tâm biết ơn này lan tỏa. Cùng khắp thế giới này. Tâm biết ơn này lan tỏa. Khắp trời đất bao la. Tâm biết ơn này lan tỏa. Khắp trời đất bao la. Khắp trời đất bao la. Con kính thưa các bậc hiền trí tăng ni và quý Phật tử, được sự cho phép của Hòa Thượng, Viện Chủ và Thầy Trụ Trì, thì lần tới khóa tu chúng ta sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 5 âm lịch, tức là nửa tháng nữa chúng ta sẽ tiếp tục có một khóa tu Nikaya. Quý vị nhớ là ngày 14 âm lịch, tức là nửa tháng nữa cũng rơi vào ngày Chủ Nhật. Bỏ Chủ Nhật tới, Chủ Nhật sau nữa là chúng ta tiếp tục có khóa tu Nikaya. Kính thông báo đến tất cả quý vị sắp xếp thời gian trở về để cùng tu học với quý thầy quý cô. Kính chúc quý vị luôn luôn an lạc trong chánh pháp. Chúng ta tới đây là viên mãn nè.